Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Nga bất ngờ có bước đột phá quan trọng ở hướng Sivets. Bộ Quốc phòng Nga thông báo, ngôi làng Verkhnoxianke đã được kiểm soát hoàn toàn. Các mũi xung kích tiền phong của họ hiện chỉ còn cách Sivets chưa đầy 4 km. Hai gọng kìm của Nga đang siết chặt vòng vây với đối phương trong một khu vực rộng lớn. Nếu nồi hầm mới được hình thành, rất nhiều đơn vị Ukraine sẽ bị bao vây. Các mũi tấn công của Nga đang cố gắng cắt đứt các đường tiếp theo cho Pokrovsk bằng các cuộc tấn công về phía Tây. Tâm điểm của chiến trường hiện vẫn là Kurakhov. Còn theo thông tin từ phía Ukraine, tình hình ở Tersu Kurino đang dần tới hồi kết. Trong khi đó, những báo cáo đầu tiên về việc Uleda đã nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng vũ trang Nga được công bố. Sau đó, chuyên gia quân sự Boris Johin đã công bố hình ảnh quốc kỳ Nga được treo tại khu vực trung tâm thành phố. Tối cùng ngày, kênh phân tích Deep State của Ukraine đã thừa nhận việc mất kiểm soát Uleda. Và giới truyền thông nhận thấy rằng, Bộ Tổng tham mưu AFU đã không nhắc đến Uleda trong các báo cáo chiến sự. Nhóm tác chiến Krotisa của AFU báo cáo rằng, Bộ Chỉ huy AFU đã cho phép rút các đơn vị khỏi Uleda để bảo toàn nhân lực và trang thiết bị quân sự, chiếm vị trí cho các hành động tiếp theo. Trong khi đó, binh sĩ Ukraine cho biết họ rời vị trí trong tình trạng hỗn loạn và không có lệnh của Bộ Chỉ huy. Do đó, lữ đoàn 72 đã rút lui mà không được phép và vẫn tiến hành phòng thủ ở phía bắc thành phố. Theo một trong những xạ thủ súng máy Ukraine, một số đơn vị khi rút lui đã không liên lạc được nên khi bị bắn, họ đã triển khai đội hình phản công. Các tuyến phòng thủ của AFU trong thành phố đã bị phá hủy bởi bom, UAV và hệ thống tên lửa phóng loạt của Nga. Nếu việc rút quân không được tổ chức, nó sẽ trở nên hỗn loạn, hoặc là bạn chết, hoặc bạn tháo chạy, binh sĩ lữ đoàn bộ binh cơ giới số 72 AFU chia sẻ. Quân nhân Ukraine cho biết, họ tức giận với chỉ huy vì đã không ra lệnh rút lui khỏi Uleda trong một thời gian dài. Theo nhiều binh sĩ, rõ ràng là AFU không thể giữ được thành phố lâu trước các đòn tấn công ác liệt từ phía Nga. Theo Vietnamnet, quân đội Nga gần đây đã dùng bom FAB-3000 được gắn modul UMPK để tấn công một kho đạn của lực lượng vũ trang Ukraine ở làng Rozhiv thuộc tỉnh Donetsk. Đòn không kích sử dụng bom trên không nổ mạnh FAB-3000 và bộ modul dẫn đường UMPK đã phá hủy kho đạn của đối phương ở làng Rozhiv thuộc tỉnh Donetsk. Hãng tin TASS dẫn thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga viết. Đoạn video được trích lại từ quân đội Nga cho thấy, máy bay không người lái ghi lại được khoảnh khắc một vụ nổ lớn xảy ra trong khu vực có 4-6 nhà kho ở địa phận làng Rolip. Được biết, vị trí ngôi làng trên cách thủ phủ tỉnh Donetsk, Ukraine khoảng 40 km về phía Tây. Hiện quân đội Ukraine chưa bình luận về thông cáo và video do Nga công bố. Theo kiến thức net, trong khi quân Nga dần chiếm ưu thế tại các khu vực Korenovo và Suzansky, quân đội Ukraine không từ bỏ, điều động một lực lượng lớn tới khu vực này. Theo kênh Telegram True Measures và Military Informant, vào ngày 2 tháng 10, quân đội Ukraine trước đó đã tập hợp một số lượng lớn các đơn vị dự bị ở tỉnh Sumy. Tuy nhiên, do lo ngại về tình hình tiền tuyến ở miền đông Ukraine, lực lượng dự bị này chưa tham gia quy mô lớn vào cuộc chiến ở Kursk. Nhưng giờ đây, có tin tức từ tiền tuyến cho biết, 9.000 binh sĩ Ukraine
đã tiến vào khu vực Suzansky để phát động phản công và lần đầu tiên sử dụng xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất. Loại xe này được trang bị cho lữ đoàn cơ giới 47 tinh nhuệ của Ukraine. Điều này cho thấy lữ đoàn này chính thức tham gia vào mặt trận Kursk. Trước đó, lữ đoàn 47 đã tham chiến ở Donbass. Hai tiểu đoàn của lữ đoàn này được điều động từ Donbass đến tỉnh Sumy cách đây nửa tháng và họ đã chuẩn bị chiến tranh cho đến tận bây giờ trước khi tiến vào chiến trường Kursk. Điều này cho thấy trọng tâm của quân đội Ukraine vẫn là tỉnh Kursk chứ không phải Donbass. Trong khi đó, vào ngày 2 tháng 10, chỉ huy lữ đoàn Aida của lực lượng đặc biệt Akhmat Nga cho biết họ phát hiện lữ đoàn 36 của Ukraine đóng quân tại Suza. Đây là một lữ đoàn lớn vượt quy mô thông thường. Cùng lúc đó, một tiểu đoàn thuộc quân đoàn Georgia cũng đã đóng quân tại đây. Chỉ huy Aida tuyên bố rằng họ không có ý định chấp nhận tù binh, sẽ tiêu diệt hoàn toàn quân đội Ukraine. Phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy Chiến đấu miền Bắc Ukraine Vadim Mysnik tuyên bố rằng quân đội Nga không thể dùng ưu thế về quân số để đẩy lùi quân đội Ukraine ra khỏi Kursk. Khu vực giao tranh ác liệt nhất ở Suzansky là làng Plekhovo ở phía nam. Theo một kênh Telegram, khi quân Nga tấn công ngôi làng này, họ cũng đã củng cố hành lang giữa Borki và Plekhovo. Trong 24 giờ qua, bộ binh Ukraine đã tiến hành 5 cuộc phản công với sự hỗ trợ của súng cối và máy bay không người lái. Tuy nhiên, do sự hiện diện của máy bay không người lái Nga, quân đội Ukraine không dám tập trung lực lượng với quy mô cấp đại đội trở lên cho các cuộc tấn công, mà mỗi lần phản công chủ yếu với quy mô cấp trung đội. Cuối cùng, sau khi bị phá hủy 3 khẩu súng cối và một trung tâm điều khiển máy bay không người lái, quân đội Ukraine đã từ bỏ cuộc phản công. Sau đó, quân Nga phát động một cuộc tấn công, nhưng quy mô cũng chỉ giới hạn ở cấp trung đội. Cho đến hiện tại, quân đội Ukraine vẫn kiểm soát làng Plekhovo. Theo báo cáo từ hãng tin RT Nga, quân đội Nga lại một lần nữa tiêu diệt một nhóm sĩ quan Ukraine ở miền đông. Máy bay không người lái trinh sát của Nga tại làng Velika Oleksandrivka, Kherson, đã phát hiện một đoàn sĩ quan thuộc lữ đoàn thủy quân lục chiến số 37 của Ukraine. Họ di chuyển bằng vài chiếc xe buýt nhỏ và khoảng 15 ô tô đến ngôi trường trong làng. Khoảng 70 sĩ quan và quân nhân đã vào tòa nhà trong trường để họp. Nga sau đó đã phóng tên lửa Iskander-M vào địa điểm này, khiến hơn 60 quân nhân Ukraine thiệt mạng. Hãng thông tấn nhà nước Sana của Syria ngày 3 tháng 10 cho biết, lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn các mục tiêu thù địch trên bầu trời khu vực ngoại ô phía tây thủ đô Damascus, khái niệm thù địch được Syria sử dụng để ám chỉ Israel. Các nhân chứng cho biết, họ đã nghe thấy tiếng nổ ở phía tây tỉnh Rif Dimas gần biên giới với Liban. Cho đến thời điểm hiện tại, Israel chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc trên. Trong khi đó, Tân Hoa Xã dẫn nguồn tin từ Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria đưa tin Israel đã tiến hành một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái, nhắm mục tiêu và phá hủy một kho vũ khí tại thành phố ven biển Jablus ngày 3 tháng 10. Vụ nổ được báo cáo gần căn cứ không quân Khmeim và sân bay Bashar al-Assad ở Jablus. Theo các thông tin, một máy bay Nga đã tham gia vào một nỗ lực đánh chặn các quả đạn bắn qua Jablus.